Hết mùa rồi anh em ơi, mới chuyển máy về luôn. Mùa này anh bà tàn hang này làm cũng bộn ạ. Làm cũng đủ tiền mua thuốc uống đau lưng ạ. Làm cũng khá khá ạ. Vậy là chuẩn bị rửa máy không? Rửa máy là bằng bia, bằng rượu đế. Bia ạ. Xúc xịt bọt vô nha. Xịt bọt vô đầu máy là nó chạy mấy bền nha. Lá sao lì dày quá. Ê, cái lá sao lì mà chạy nay 2 vụ rồi mà nó còn nghe. Gì cái bánh này lá sáu ly hả? Trời ơi, sáu ly còn chạy 2-3 vụ còn gì cu vậy? Đáng đồng tiền ha. Đáng đồng tiền mà hơi nặng. Hơi nặng dễ gãy đùi ạ. Gãy hẳn là 3 cây à. 3 cây. Muộn cây phải không? Muộn cây. Chạy bánh này chạy với cái đùi này không có độ đùi lớn lên là một mùa một cây cây đùi nha. Cây đùi này nè. Đùi riêng, đùi riêng. Chạy nó muốn gãy gãy à. Phá thì gãy. Ê này đổ đùi K700 vô được không? Được. Đùi K700 không gãy. 3 triệu. Rồi khác Rami là sao? Xài chung Rami. Chung không? Bà Rami ở trong cỡ mà có cái đùi ngoài bự hơn à. Mấy anh em trên YouTube nè xem nè, có cách nào độ cái đùi này lên mà mình dễ rút thay bánh luôn nha anh em. Còn cái loại đùi lớn mà dặn ốc 4 ốc khó thay bánh lắm nha. Mỗi lần thay phải dặn ốc cực lắm. Có đùi K700. Giờ mình đò tháp cái đùi K700 vô là mình rút thay bánh dễ ha. Mà đúng rồi. Bào cái cốt K700 rút vô luôn là rất là bền. Chứ cái đùi riêng này là thua. Hôm nay cũng chiến đấu dữ dằn lắm nè, nó sáng giới luôn nè. Này là cái hàm máy cắt ha, lấy ra anh chuyên tạc luôn. Giống cái hàm máy cắt quá. Rồi để xíu rửa máy cho nó nha. Nè, anh em đi cặp bánh hơi này nhẹ lắm anh em ơi, nhẹ chạy lắm. Này thì lúc trước mua ở Tân Ninh. Mua trên mi gần giáp ranh biên giới miền bản á. Chứ ở đây không có nha anh em. Này cũng rẻ chứ không mắc mà hiếm thấy á. Chạy nhẹ máy, thay bánh cũng nhẹ luôn. Bánh sau này cũng nhỏ luôn nè. Chơi gọn nhẹ. Này, chiếc thuyền kéo đường nước luôn nè. Thuyền phải dài nha. Gắn cái tấm dáng vô rồi nó phải còn lú sao một gang nữa nha, nó mới không lấp đường nước nha. Còn cái lết thì uống như cái kiếm Nhật thông lắm nè. Không dính rơm. Quá xanh. Xanh đất không. Dạ chắc rửa uống ký sờ bọng mù mù ạ. Rồi, ký sờ bọng mù mù ạ. Quá đất luôn rồi. 140 nha anh em, dách tê luôn à. Rồi, để xíu nó rửa, mình quay cái khúc máy rửa máy sạch bóng lên nè.